học hôm nay học đâu, chả biết. Một, hai, đợt, đợt, đợt. Hai, đợt, đợt. Đã gần chục năm rồi, cứ tầm 5-6 giờ chiều thứ sáu chủ nhật hàng tuần là những nghệ sĩ diễn viên của Nhà hát Tuồng Việt Nam đã có mặt ở đây để chuẩn bị cho buổi biểu diễn phục vụ người dân và du khách trên tuyến phố đi bộ Hồ Gươm. Sau khi làm sân khấu xong thì là tất cả các diễn viên đúng 7 giờ là họ lại hóa trang. Tuần này thì đoàn thể nghiệm chúng tôi diễn có trích đoạn âm già Con Vợ Trẻ Đi Xem Hội, hòa tấu nhạc trống cơm, trích đoạn Hồ Nguyệt Cô Hóa Cáo, Ngũ Biến, Châu Sáng Qua Sông và tiểu nhạc, toàn là những cái trích đoạn truyền thống mẫu mực của nghệ thuật tuồng. Trong quá trình mà diễn viên biểu diễn là cũng có thể là học hỏi thêm kinh nghiệm ở đàn anh đi trước, rồi cũng như là đo cái cảm xúc của khán giả. Và sau mỗi một đêm biểu diễn như thế thì là tự rút ra kinh nghiệm cho mình. Và cứ thế là cái trình độ nó sẽ được nhân lên và đạt đến cái độ nhuần nhuyễn. Có nghĩa là kể cả bây giờ không cần luyện lại, nó đã ngấm vào máu rồi. Thì khi mà được phân là đi biểu diễn luôn được. Với cái trích đoạn hôm nay thì các bạn vẫn diễn bản đầy đủ cho chị. Thế còn Liên thì diễn cái em bé. Đấy, em bé câm, giọng câm thì tập cho nó rõ hơn nữa. Cái vai mà lão thầy bói. Đấy, mình nói tưng tửng một chút nữa. Đấy. Em không biết cười cái đoạn bói. Đấy, cười. Đấy, như thế. Đúng 8 giờ tối, buổi biểu diễn bắt đầu. Các nghệ sĩ trẻ bây giờ là đang cố gắng hết mình để làm sao giữ được cái ngọn lửa tuồng của cha ông để lại. Bởi vì thực sự khi không xem tuồng thì có thể nhiều quý vị sẽ không hiểu, nhưng đã xem rồi thì biết tại sao chúng tôi lại say nó đến như thế. Mà theo hầu cung cũng được cậu 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 hả? Được sao? Tôi ngoài cái việc tập luyện một thời gian rất là ngắn để có thể nâng cao thì chúng tôi đã mất rất nhiều năm để có thể có được một vai diễn và để trau chuốt được nó được hoàn chỉnh đến như bây giờ để có thể đi ra biểu diễn cho công chúng xem. Và ít nhất thì như bản thân tôi đã mất đến 6 năm để có thể hoàn thiện một cái vai hoàn chỉnh như bây giờ. Khi mà mình biểu diễn ở trong rạp thì nó sẽ khác hẳn hoàn toàn so với ở ngoài, bởi vì trong rạp thì sẽ có âm thanh, ánh sáng và rất nhiều yếu tố để mình có thể tập trung vào công việc của mình. Nhưng khi mà mình diễn ở ngoài là sẽ có những người đi lại này, tiếng trẻ con này, hoặc là những cái tiếng mà các quán xá mở nhạc lên rất là um tùm, nhưng mà mình vẫn phải nghe nhạc của mình để mình hát theo. Cấm vệ quân! Truyền đóng bốn cổng thành, đã canh phòng nghiêm mật sao?
Cố lên. Tôi là du khách đến từ Bỉ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những người diễn viên biểu diễn như thế này. Nhưng phải nói là tôi rất thích và rất ấn tượng với môn nghệ thuật truyền thống này của các bạn. Những người diễn viên thật tự nhiên và điêu luyện. Vì là sân khấu ngoài trời nên tôi có thể nhìn thấy được sự tài giỏi của họ rõ ràng hơn. Trong khoảng thời gian khá dài tôi ở Việt Nam và ở Hà Nội, tôi đã được đi thăm rất nhiều ngôi chùa đẹp, được gặp những con người rất thân thiện. Và đặc biệt, hôm nay tôi được xem những buổi biểu diễn nghệ thuật ngay trên những con phố. Tôi thật sự rất ấn tượng. Để được đảm nhận vai diễn này thì tôi đã được rèn luyện trong khoảng 8 năm nay. Vừa rồi được tham gia thi tài năng và bây giờ được biểu diễn ở phố cổ để cho khách du lịch và khán giả xem. Bây giờ cái nghệ thuật tuồng này rất là ít khán giả xem, mà khi mình được thỏa mãn đam mê, khán giả đang ở gần mình và đang theo dõi mình chăm chú như vậy thì tôi cảm thấy rất là thăng hoa, diễn rất là nhiệt huyết. Tôi rất là mong chờ được biểu diễn cho khán giả bởi vì tôi rất muốn là khán giả và mọi người có thể biết đến nghệ thuật tuồng nhiều hơn, biết đến cái bộ môn nghệ thuật của dân tộc nhiều hơn. Lúc mà đang diễn nhưng mà tôi vẫn nghe thấy được mọi người đang khen là ôi diễn hay quá, hoặc là không ngờ tuồng lại hay như vậy, sao mà diễn viên lại trẻ như vậy. Sau đó khi mà ra khỏi sân khấu thì mọi người chạy đến, mọi người bắt tay, mọi người vỗ tay, rồi là có lúc mọi người còn cho tiền. Có nhiều khán giả mà là thương quá, trẻ như vậy mà có thể theo đuổi cái bộ môn nghệ thuật này thì đúng là dũng cảm, thực sự dũng cảm. Và các bác, các cô, chú rất là yêu quý, chạy đến rồi là ôm hôn rồi chụp ảnh, cảm thấy rất là hạnh phúc. Để phía bạn bên này có thấy là có rất là nhiều chương trình của các tuồng Việt Nam. Từ đó thì gia đình tôi cũng cố gắng chủ động cho con đi xem. Thực sự là các con rất là thích cái này. Bố mẹ thì đứng cùng con, thành ra là cũng xem cũng có thêm một chút là hiểu hơn về các đoạn tích tuồng. Tuổi chúng tôi là nhiều người ta vẫn cứ thích lắm, người ta vẫn cứ đến xem, rồi là người ta cứ tuần đến, ví dụ như là thứ sáu thứ bảy người ta đến, người ta lại mượn ghế tôi lại sang đấy ngồi xem diễn lên, rồi anh chống cảm thấy nó cứ nhộn nhàng vui, rồi mọi người cũng đến phấn khởi. Tôi ngồi đây mà không có cũng rất là buồn. Chân kia à, chân kia vừa khỏi xong đi chụp kíp. Tôi đi chụp kíp. Hôm nay tôi làm trích đoạn mũi biến, trong đó là tôi giả dạng 5 vai, đó là vai thằng bé câm này, con điên, lão tiểu phu, thằng phong hủi và ông thầy bói mù. Rượu à? Rượu à? Rượu. Vai Hồ Nguyệt Cô và vai mũi biến này là đã từng diễn ở phố đi bộ này. Và khi diễn xong khán giả rất là trầm trồ và rất là khen ngợi cái vai diễn. Bởi vì là cái vai, một vai mà chỉ trong 25 phút mà mình có thể biểu đạt được cả 5 nhân vật. Trong thời gian ngắn như vậy mà mình có thể thay được đồ nhanh như vậy và diễn được thành nhân vật như vậy. Khi mà nhìn thấy khán giả ngồi dưới, họ rất là đón nhận mình, rất là muốn xem mình diễn như vậy. Thì tất cả những cái điều mà khó khăn hay là những cái mà mệt nhọc trong người hay trong cuộc sống cũng đều tan biến hết, bởi vì là mình đã được hóa thân vào nhân vật và biểu diễn cho mọi người xem. Mười giờ tối, những vị khách yêu thích nghệ thuật tuồng vẫn nán lại để ngắm nhìn những nghệ sĩ tài năng biểu diễn, cũng như thưởng thức những trích đoạn tuồng mà lâu lắm rồi họ mới lại có cơ hội được xem nhiều đến thế. Thế tuổi nhỏ thì cũng được đi xem cái này, tuồng, rồi chuông vàng, rồi thế thì bây giờ đấy ít được xem quá, vì trên TV cũng có mấy, ở ngoài cũng không diễn mấy, hôm nay xem cái này rất vui.
Biểu diễn ở ngoài trời và gần khán giả hơn ý, thì các cái nguồn năng lượng của nghệ sĩ, các cái cảm xúc nó được rất là cao trào và nó rất là mãnh liệt. Mà khi mà cái cảm xúc của nghệ sĩ ở sân khấu nó chỉ cần cách một bước chân thôi đã chạm tới khán giả. Và như anh chị đã nhìn thấy, có rất là nhiều đại gia đình đi phố đi bộ nhưng họ là lại xem từ đầu đến cuối chương trình, coi như là dành trọn vẹn một buổi tối để chỉ xem tuồng ấy. Là cái năng lượng của cái ngọn lửa nghệ thuật của nghệ sĩ đã truyền đạt và đã chạm tới được nhân dân.